Khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 9, cửa hàng bán phụ tùng ô tô Linh Bầu trên đường quốc lộ 1, đoạn thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa xảy ra cháy. Lửa nhanh chóng lan sang cửa hàng Bình An bên cạnh. Ngọn lửa kèm nhiều khói đen nghi ngút đe dọa nhiều hộ dân xung quanh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Biên Hòa đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Do bên trong cửa hàng có nhiều dụng cụ dễ cháy như phụ tùng ô tô bằng nhựa và dầu nhớt nên lửa bùng phát mạnh, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Lực lượng đã phá cửa tầng trên của cửa hàng Bình An rồi phun nước dập lửa bên trong. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản trong hai cửa hàng phụ tùng ô tô bị thiêu rụi. Vụ cháy đã khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ùn tắc kéo dài.